Hi, xin chào cả nhà. Thì hiện tại gia đình nhỏ tụi em đang có mặt ở dưới chân cầu Me Nhỏ. Thì đây là có một cái con đường nhỏ để đi qua bên chợ Cầu Đôi bên đây cả nhà. Còn đây là cái con đường quốc lộ 1A, hướng đi hẳn lên đây thì đi về Cần Thơ, còn ngược lại là về Vĩnh Long. Thì hôm nay gia đình nhỏ tụi em mời cả nhà cùng đi xem lại cái con đường nhỏ bên bên đây. Coi có gì thay đổi không nha, lâu rồi em cũng chưa có đi vô đây nữa cả nhà. Đường này đi đâu? Đường này thì đi vô chợ Hàng Hẻ ha. Vậy thôi. Đi. Để cả nhà không biết không của giới thiệu đường này đường nào nữa. Đây trước là đi ta đi bên đây nhiều lắm nè. Là lúc trước là cầu Đôi, ta nói là bên đường này hả anh? Đây là đường này nè. Thì mình muốn đi vô chợ Hàng Hẻ đó nhà, thì có hai đường để đi nha. Đi hẳn lên trên kia mình bọc xuống vẫn được. Còn đi xe này thì đi cái đường này thì không có cho xe hơi đi. Cầu này hả? Ôi nước lắm. Này nước rất là lớn luôn. Đó là cầu nè. Dưới đây có một cái chạy cưa nè. Chạy gỗ thì giờ cũng đúng tại. Ôi nước kìa. Bên đây là cái gì nè bác? Biết không? Nhà ngập trơn. Nhà hồi đó là cái gì á? Quay cái bản này nha. Ấp Văn Hóa Phước Bình. Mời lạ quá không biết cô. Quẹo qua đây nè. Đúng không? Đó. Đường này chỉ cho xe trọng tải nửa tấn chạy xuống thôi. Ấp 3 mình ở đây nè. Ấp 3 hả? Ấp 3 ừ. Ấp 3 bên kia mà. Ở bên kia nhưng mà Ấp 3 làm cà phê ở đây nè. Làm cà phê sâu trong hẻm quá ha. Ừ, cà phê đó đó. Cà phê Trung Hải đó. À, cơ sở cà phê hả? Chứ tôi quán cà phê không? Không. Cuối tuần thì là hiếm. Vô hả đi. Này ta chọc chuối đồ quá chừng luôn. Chuối này là chuối sáp nha. Sáp hả? Sao anh biết? Đó nhìn cái cây, nước ở cây nó rất là bự, to. Ôi đây có đất trống luôn nè. À, phải là cái đường này nó đi ra quốc lộ ta nè. Hả? À, đường này mới ra thẳng hơn mày, tàu bự, tàu me đúng không? Cái giờ mình đi thẳng. Đi cái đường này nó vừa cầu nha. Cầu hả? Cái đường này cái chỗ ở bên Lâm An.
từ cầu. Quanh đây người dân này ta thường hay nuôi cá hả? Ồ, trong đây có mấy nhà họ. Cái mặt
cầu Kho là cái cầu mà ở về nội mình đó. Có cây hả? Ủa? Sao đánh không thấy nó chạy? Không hiểu luôn. Cầu Kho là mình lớn hơn rồi. Cái nền thôi à, mốt còn xây lên nữa chứ không vậy đâu. Ở thấp quá phải chi ô không, chi ô đó là để cát nó đừng có lan đi nữa. Em đâu biết đâu, thấy gì ghê luôn trời. Mà nó là gì ta, là ruộng hả? Không luôn, cát nó bị chán. Quả hôm cái này đẹp. Quay phủ cho mình nhích tay quá. Rồi ok. Thôn rất là đẹp. Sao đây bản nó tháo lên trên đó. Chắc là chuẩn bị làm lại năm mới nè. Thầy cô quán bún riêu, cháo lòng, bún canh. Thôi vậy ở đây có khu vực ăn rất là nhiều luôn nè. Gần tới chợ rồi đó hả? Cũng gần tới chợ rồi đó. Đi bớn nửa xuống trời đó. Đây chổng còn khoảng 3 cây nữa. Đây có cái sân banh nữa nè. Sân này chơi sân bóng bóng gì, bóng chuyền hay bóng gỗ gì á. Còn đây nhà cửa rất là nhiều luôn. Ôi đây có cái ao sen đẹp quá nè. Mà không có hoa, chưa có hoa. Cái đó giống mà. Thôi được được. Nè em đổi tay không? Có kìa. Hả? Đúng rồi, Minh Quân á. Đúng rồi. Đó. Đó. Em đâu biết đâu. Nãy là vô đây cũng hay lắm, cái nhà sống luôn á. Đúng rồi. Nhà của Hồ Chô anh vừa làm đó đó. Xa dữ hả? Nhà chơi chơi á, làm ở Vĩnh Long. Với bên cạnh bên tay phải là đi về cầu Lăng.
Dạ rồi, đến nay thì gia đình nhỏ tụi em cũng xin phép được tạm dừng clip. Chân thành cảm ơn cái nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết clip. Xin mến chào và hẹn gặp ở clip mới nhất. Bye bye.